Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Ok, xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hiện tại thì mình đang ở server VIP, một trong những server thử nghiệm của Riot. Và hiện tại thì mình đang có rất là nhiều replay ở đây. Và chắc là mình sẽ mở cho anh em xem là những cái quả trứng ở trong cái cửa hàng, xem là nó sẽ gọi là ra được những cái con pet nó đẹp như thế nào. Đây, 48.000 RP tại vì server thử nghiệm này anh em, cũng như là hiện tại thì nó đang cập nhật những cái skin mới nhất. Đây là Garen này, thế là mình ui bán 1 RP à. Ok ok, đại gia mà anh em, xúc luôn, có 1.000 RP chứ mày, dân chơi bị sợ gì mưa rơi. 1.350 RP, chắc là giá của con Garen này thì mình nghĩ là sẽ bằng với giá của cái skin Sivana này. Đấy, con Sivana này chắc tầm khoảng 250 đúng không anh em? Đấy, tầm khoảng giống nhau thôi. Để bật mở trứng thế nào. Đâu rồi. Đây, 10 viên. Mình sẽ mở. Ok, một lần 5.000 RP rồi đấy, coi như là 5.000 RP. 10.000 RP. Có 2 gói rồi. Mở 4 lần luôn. 20.000. À 15.000. 20.000. Rồi ok ok. Thế chúng ta sẽ cùng đến với phần mở trứng. Mình sẽ cho anh em xem những con pet nó độc đáo cũng như là đẹp như thế nào. Và trước về Việt Nam anh em chúng ta có thể tham khảo cũng như là mua nhá. Mở. Cái này nó cho mở 10 viên một lúc luôn ta. Bam. Cái gì đây? Con gấu 2 sừng 2 sao. Cũng khá đẹp. Con gấu 2 sừng 3 sao. Đẹp hơn nữa. Trời ơi con này mình rất là thích con này luôn anh em. Tại vì con này nó có hiệu ứng, mỗi khi mà cái con là 3 sao như này ấy, nó có hiệu ứng bên ngoài rất là đẹp, trang trí rất là đẹp luôn anh em. Tiếp tục. À, chim cánh cụt. Chim cụt 3 sao. Mà cái hệ này thì mình cũng nó không bằng cái hệ tím tím được. Tím tím chắc là đẹp hơn nữa đấy. À, thanh niên hồn ma u ám. Tiếp nào. Bam. Thôi, con này server Việt Nam mình có rồi. Lại là 2 sao. Cho tôi một con gì 3 sao đi mà. Play. Đây, vừa nói đã ra Toxic Houtling 3 sao. Cũng được, cũng tạm ổn. Con này thì mình nhìn giống kiểu con Amumu anh em. Amumu hỏa ngục á, nhìn giống kiểu gì á. Mua hỏa ngục nó nhìn cũng khá là giống. Đây. Vẫn là cái con người anh em với đó. Ra gì đây? Ui. Lại một thiên bị công xích nữa rồi. Thiên nhiên này ở người ngoài hành tinh như vậy. Mặt trăng. Có một cái hiệu mặt trăng ở trên đầu. Mình rất là ưa thích con này nha anh em. Con này thì cũng có hiệu ứng khá là đẹp. Nhưng mà bây giờ mà vào game test cho anh em xem thì nó hơi lâu một tí. lâu lắm đợi vào game đó. Tại vì hiện tại ở server này thì đã có rank rồi. Có rank rồi nha anh em. Ở White sừng u ám. Còn nhiều quá. Ủa. Cái này không cho mở một phát 10 viên luôn ta. Nó cứ cho gọi là từng viên lẻ tẻ thế này. Boom. Đây rồi. Legendary. Con gì không biết. À, double kill. Hai con luôn anh em. Anh em song sinh với nó. Anh em song sinh. Quá thơm. Và có vẻ như là nếu mà chúng ta được hai con, nếu mà anh em được ba con một sao ấy, và anh em ghét, nó sẽ lên được một con hai sao. Và anh em có 3 con 2 sao thì nó sẽ lên được cái con 3 sao cũng như giống như đấu trường chân lý thôi. Mình nghe một số vài thông tin như thế vậy. Không biết là có đúng hay không. 3 con như thế này mà
Đây. Ui, đẩy Legendary luôn. Đẹp quá trời. Đẹp thế. Đó gì mà ở Việt Nam mình có số được P như hồi nãy. Trời ơi. Mở test bô cho anh em xem luôn. Trời ơi, lại Legendary. Đẹp. Trời, con này chắc là mắt đẹp luôn đấy. Nếu mà số RP này mà về Việt Nam chắc phải bán nhà đi. Bán nhà đi thì mình mới mở cho anh em xem như này. Tự nhiên chuột chuỗi. Chuột chuỗi. Chuột chuỗi lại còn đeo kính nữa cơ. À, tự nhiên còn gì đây ta? Saruka. Sakura chứ. À, tự nhiên thần thần gì đấy này. Nào. À, lại là chim cánh cụt. Chim cánh cụt này có biểu cảm rất đẹp luôn. Mà chưa có 3 sao chim cánh cụt này nhỉ. Lại ông này. Lại ông thần. Lại ông thần nữa. Đừng ra ông thần nữa đi. Đây ra chim cánh cụt. À chắc là từng gói với nhau. Từng gói với nhau. Cái gói kia nó toàn ra những cái con thần lửa. Với cả con kia bây giờ. Cái này ra cái con chim cánh cụt với cả chuột chuỗi với cả con thần thần gì đấy. Thần rừng thần rừng. Đây chuột chuỗi. Thế nhưng chuột chuỗi này có một cái hiệu ứng như là đào mỏ anh em. Đào gì nhỉ? Đào mộ đúng rồi. Chống game đào mộ rất là... Đây. Toxic chuột chuỗi. Chuột chuỗi toxic. Đẹp. Mình chưa có một con chim cánh cụt này 3 sao ta. Cho một con chim cánh cụt 3 sao đi. Đúng rồi. Vừa nói thì đã ra. Có cái gì mà ở Việt Nam mình mở như thế này nhỉ? Mở như thế này thì thôi chứ. Triệu view. Chủ yếu đây là cho anh em xem những cái con mà con pet. Nó có những cái thể loại gì cũng như là có những cái màu sắc đẹp như thế nào. Đi xem và thử nghiệm mà. Chắc là server Việt Nam thì cái tỷ lệ mà ra những cái con pet 3 sao thì nó sẽ bị hạn chế lại. Hạn chế lại nha anh em. Nó cũng không như được cái server PBE này đâu. Lại ông thần 3 sao nữa. Chuột chuỗi 3 sao. Ui là con chim cánh cụt 3 sao này anh em. Đẹp. Lại thơm. Ok. Vừa rồi là một pha tiêu hết gọi là 20.000 RP. 20.000 RP. Đây, xem con gì nghịch nốt cho anh em xem luôn. À, con có khá nhiều mảnh skin. Skin bên này thì giống kiểu như free vậy. Mỗi game nếu mà chúng ta chơi mỗi ngày á, anh em chơi thắng mỗi game thì nó sẽ cho anh em 3.000 RP. Mình phải tích mãi mới lên được gần 50.000 RP. Mà pha này phải chơi lớn cho anh em xem luôn, khô máu luôn. Cô giáo mi, Yusugi đã bị bọc rồi anh em. Bánh mì, chè gì đấy. Hãy chào cho anh. Câu này tên là hãy chào cho anh luôn. Kinh thế. Fan của Sky chân chính kìa. Sky chân chính. Đây. Chuẩn bị thì mình sẽ cho anh em đây. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần gọi là chúng ta vừa mở được xem nó như thế nào nhá. Đâu. Nó vào phần nào nhá. Vào phần nào nhá. Đâu ra và phần chắc là phần trong game mới vào mới xem được anh em. Đây phần trong game này mới chọn được đây. À tôi chưa có một con này 3 sao, con này mới được 2 sao. Tôi sẽ lấy một con gì đẹp nhất. Tôi sẽ lấy con chim cánh cụt 3 sao này. Đấy đẹp. Còn cái này chọn cái này.
thêm nữa là hiện tại lịch bên này đã có cái rank nhé anh em, thì cũng như là xếp chế độ xếp hạng top 1, top 2, top 3 thì phải, top 1, top 2 thì mới được cộng điểm hay sao ấy. Khi nào mình chơi mình sẽ báo cho anh em sau. Anh em nếu thấy video này hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh và ấn thêm quả chuông nữa, để mỗi khi mình ra video mới nhất thì anh em sẽ là người cập nhật đầu tiên. Cả một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới nha. Tạm biệt. Bam. Sen sẽ rách toang rồi.